Trước mắt các bạn là trận đấu diễn ra giữa team nam photo và team trọng nhỏ. Team nam photo phát bóng trước ở ván thi đấu thứ nhất. Phát bóng ngoài, điểm cho trọng nhỏ 1-0. Quá ghê, bóng vẫn còn. Ai kết thúc đây? Phúc Trường bỏ bóng tốt của Phúc Trường, điểm 2-0 cho chồng nhỏ. Cái điện cái nào anh học chị đó gì ổng gì kia luôn này chạy mới ngon luôn. Bên kia đi thị trường phong bóng không theo lưới, đổi điểm cho nam photo 1-0. Chạy đánh hình tăng mập quá à. Em chạy tăng mập quá em mới đỡ bên cái gì hiệp đó, sân hiệp 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 đó luôn à. Quá tốt, quá kết thúc tốt của Phúc Trường, điểm cho chồng nhỏ 3-1. Bóng tốt, Tần Chim bóng vẫn còn. Ai đấy? Bóng tốt đến từ Tướng Duy, đổi điểm cho nam photo 2-3. Photo rapper 1-1. Điểm cho nam photo 3 điểm. À đây, đá đập bóng tốt của Đam, điểm trong nhỏ 4-3. Bóng vẫn còn. À đây, Tân Chim đập bóng tốt của Tân Chim, quá đẹp. Điểm 4 đều. Bóng ngoài nha các bạn. Hay quá. Quá hay. Kênh bức quá hay các bạn ơi. Điểm 5-4. Phát bóng ngoài, điểm 5 đều cho hai đội. Quá tốt, quá hay rồi. Một pha cứu bóng rất là hay của chồng nhỏ, một pha kết thúc rất là tuyệt vời của Phúc Trường. Điểm 6-5. Chồng nhỏ này ở đâu à? Hàm Giang hả? Chờ chó. Bóng còn. Ai đây? Tiếp tục là Phúc Trường. Bóng vẫn còn. Ai? Tân Chim. Quá tốt rồi. Điểm 6 đều cho nam phụ tô. Rất hấp dẫn nha các bạn. Ai đây? Phúc Trường, lại là Phúc Trường. Một pha kết thúc tốt. Điểm trong nhỏ 7-6. Bóng tốt. Đây, Tân Chim. Quá hay cho trọng nhỏ, cú bóng quá tuyệt vời. Ai đây? Bóng vẫn còn. Tiếp tục là ai đây? Hiếu. Một pha kết thúc tốt của Hiếu. Điểm nam phụ tô 7 đều. Quá sung các bạn ơi. 7 đều, cho một tràng vỗ tay các bạn ơi.
xong nó thôi mình chẳng quay nữa. Phút chưa? Bò bông tục. Điểm cho chồng nhỏ. 8-7. Ủa đợi giờ chuyện gì? Ủa bà đợi xem biết. Dạy hai cái. Chậm nhỏ. Phát bóng ngoài. Càng quá càng vui. Nói chung càng tập càng vui. Anh điểm chưa? Anh điểm chưa? Điểm 8 điểm. Dạ. Phải coi cọp lắm. Mới xử. Bóng còn ai đây? Đang đang. Quá tốt rồi. Điểm 9-8. Bóng tốt. Và bóng ăn điểm trực tiếp của chồng nhỏ. Điểm 10-8. Bóng tốt. Ai tấn chết. Quá tốt các bạn ơi. Ở trên mũ xuống nha. Điểm cho Nam ô tô 90. Đã. Quá tốt, rất tiếc bóng ngoài các bạn ơi. Điểm 10 đều. Quá sung. Phát bóng tốt cơ hiệu. Điểm 5 ô tô 11-10. Nhất đập bóng tốt 11 đều. Phát bóng ngoài. Đội điểm 5 ô tô 12-11. Bỏ bóng tốt 12 đều. Phát bóng ăn điểm trực tiếp của chồng nhỏ 13-12. Quá tốt, bóng còn. À đây, Tân Kim. Điểm tốt đến từ Tân Kim. Điểm 13 đều. Bóng còn. Phút chưa. Bỏ bóng tốt. Điểm 14-13. Hấp dẫn. Rất sung. Tụi bên kia, tay bên kia, viên chữ gì, cái gì khổ. Quá tốt. Tôi gì đã bóng tốt. Điểm 14 đều. Điểm bữa U qua 10 đã quánh rồi. Nhất bóng còn chẳng bóng tốt của Tân Kim vậy này đó giờ mới giải mà em còn hai ngày nữa mới đăng ký. Điểm 15-14. Nhất quá tốt các bạn ơi. Đập bóng tốt 15 đều.
Tại có đội đi chung ba và ba có người già rồi cái đội kia không bắt được. Phát bóng không sang lưới. Điểm cho Nam Phô Tô 16-15. Đá. Bóng chạm tay các bạn. Điểm 16 đều. Bóng còn, bóng tốt. Ai đây, Hiếu. Đập bóng tốt của Hiếu. Điểm cho Nam Phú Tông 17-16. Nhất. Bóng ngoài nha các bạn. Điểm tiếp cho Nam Phô Tô 18-16. Cho mượn cậu quay không có trà đường uống. Bóng còn ai đây? Phúc Trương. Bỏ bóng tốt. Quá khéo các bạn ơi. Điểm 17-18. Xanh cắm xanh. Khó đâu. Coi lại biết liền. Em muốn lên chim. Dễ gì? Bài tập đi. Vô danh sách cắm luôn phi chim. Chắc là mai mốt là cứ mai rồi mốt nhặt mốt xuống. Về đi em muốn gặp. Tân. Quá hay cho giọng nhỏ. Thủ quá tốt các bạn. Phúc Trương. Đập bóng tốt của Phúc Trương. Điểm 18 đều. Giọng nhỏ chuyện tốt mà thủ tốt mà. Thầy đang cho em này cái gì luôn. Em trường này, em trường chẳng mua. Dạ, là gì? Khi bản 2. Sao là ai cũng chẳng 3, chỉ có 3 thôi. Đây đội em chứ đâu. À đây, tưởng gì? Bóng vẫn còn. Ai? Kết thúc đây, ai đây? Phúc Trường. Quá khéo các bạn ơi. Bỏ bóng tốt của Phúc Trường. Điểm cho tên trong nhỏ 19-18. Chà, Phúc Trường cao hẳn nha. Tại em đã định cầu điều của Phúc Trường đã chẳng 3. Em chẳng 2 đúng không? Nó chụp Phúc Trường gì vậy? Ui, ui. Quá hay, bóng vẫn còn nha các bạn. Ai đây? Tương Duy. Chặn bóng tốt của Phúc Trường. Điểm 20-18. Lưu ý điểm cuối ở set thi đấu thứ nhất. Bóng ngoài. Điểm cho tem 5 photo 19-20. Để con thịnh tư ca. Không dám đăng ký. Chịu không nổi. Nói chung cái giải nào cũng vậy tụi. Điểm 19-20. Tụi em đi mà tụi em không vô học khỏi ta sao tụi em lên. Anh này giờ khỏi đi. Anh đứng ở ngoài chỉ đạo hả? Nhất. Đập bóng tốt. Như vậy kết thúc set 1. Tem chồng nhỏ tạm dẫn trước 1-0. Set 2 giữa Nam Phô Tô và chồng nhỏ 0-0 bóng. Bỏ bóng tốt. Điểm 1-0 cho Nam Phô Tô. Mày luôn á.
Bóng vẫn còn. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm một đều. Lấy trong trại cho bên. Nó cấm à. Ai đây tưởng gì? Đập bóng tốt của Tư Duy. Điểm cho Nam Photo 2-1. Đổi sang được thử rồi nào. Đã. Đập bóng tốt. Điểm 2 điều. Đạt học sinh. Bóng con. Bóng vẫn còn. À đây đã. Chặn bóng tốt của Tấn Duy. Điểm cho Nam Photo 3-2. Ai đây? Nhất. Bóng tốt. Điểm 3 đều. Quá tốt. Ai đây? Tưởng gì? Đập bóng tốt của Tưởng gì? Điểm 4-3 cho Nam Photo. Bóng con kịp không? Phát bóng tốt của Hiếu. Điểm cho Nam Photo 5-3. Nhất. Chặn bóng tốt. Điểm Nam Photo 6-3. Phát bóng không sân lưới. Đổi điểm cho chồng nhỏ 4-6. Ai đây? Tận chiếc. Bóng vẫn còn. Đập bóng vợ trắng ra ngoài. Điểm Nam Photo 7-4. Nhất. Đập bóng tốc. Điểm cho chồng nhỏ 5-7. Quá quy lực. Ai đây? Tưởng gì? Quá ghê. Điểm Nam Photo 8-5. Quấn cái tối màn hình liền đó. Phát bóng ngoài. Đổi điểm cho chồng nhỏ 6-8. Phá bóng không sân lưới. Điểm cho Nam Photo 9-6.
mới có túng, 15 ô tô này, mới có chính đi lắp. Ai đây đã đập bóng tốt, điểm cho dòng nhỏ 7-9. Tạm dừng tí, hai đội tiếp tục. 7-9. Ai đây tưởng giấy quá ghê, một pha dội luôn mình. 17 điểm, 17 phát bóng ngoài đợi điểm cho dòng nhỏ 80. Bóng tốt, ai đây tưởng giấy bóng chặn bóng tốt, điểm cho chọn nhỏ 90. Bóng vẫn còn kịp không? Không kịp rồi các bạn ơi. Điểm cho Nam Ô Tô 11-9. Bóng tốt, ai đây? Nhật, hơi bị lỗ chút rồi. Bóng ngoài, điểm cho Nam Ô Tô 12-9. Bóng ngoài 13-9. Phát bóng không sang lưới đổi điểm cho chồng nhỏ 10-13. Bóng còn ai đây tưởng giấy quá tốt rồi, và đập bóng tốt của tướng Duy mang điểm số cho anh em Phong Tô 14-10. Ai Phúc chưa? Một pha xử lý tốt của Phúc chưa? Điểm cho dòng nhỏ 11-14. Phát bóng ngoài, điểm cho Nam Ô Tô 15-11. Ai đây? Nhật. Vẫn còn các bạn ơi. Quá lắc lẻo vậy. Ai? Phúc chưa? Bỏ bóng tốt của Phúc chưa? Điểm 12-15. Bóng tốt, ai đây? Bỏ bóng tốt khu trường, điểm 13-15 cho chồng nhỏ. Quá tốt. Tụi gì?
chắn bóng tốt của Đam. Điểm cho chồng nhỏ 14-15. Tạm dừng hơi ít. Vào sân thi đấu. Điểm số hiện tại 14-15. Bóng ngoài. Điểm Nam Phô Tô 16-14. Ai đây? Đang. Đập bóng tốt. Điểm cho chồng nhỏ 15-16. Bóng ăn tay. Điểm cho Nam Phô Tô 17-15. Nhật đập bóng tốt, rất là gọn các bạn ơi. Đội điểm cho chồng nhỏ 16-17. Tổ dây quá hay, bỏ bóng tốt. Điểm Nam Phô Tô 18-16. Bóng còn, bóng còn, rất tiếc các bạn ơi. Điểm tốt cho Nam Phô Tô 19-16. Hãy kết thúc đây Đan. Đập bóng tốt của Đan, đổi điểm cho chồng nhỏ 17-19. Quá tốt. Tân Chim đập bóng tốt của Tân Chim. Điểm cho Nam Phô Tô 20-17. Điểm cuối cho Nam Phô Tô. Nhật rất tiếc bóng ngoài. Như vậy kết thúc set đấu thứ hai, hai đội tạm hòa nhau 1-1. Giao nhiệm vụ ra không nào. Không không set 3. Bỏ bóng tốt. Điểm 1-0 cho chồng nhỏ. Hay quá anh ơi. Bỏ bóng tốt cơ Hiếu. Điểm 1-1 cho Nam Phô Tô. Có bóng không sang lưới. Điểm 2-1 cho chồng nhỏ.
bóng tốt. À đây, Tấn Duy đập bóng tốt của Tấn Duy, điểm 2 đều cho Nam Ô Tô. Đá quá tốt, đập bóng tốt, điểm cho chồng nhỏ 3-2. Hẹn con chưa? Cái này phải dưỡng thầy nhiều chút nha. Bóng ngoài. Này xe máy rồi. Này xe ba. Louis xe ba 15 điểm nha các bạn. Điểm 3 đều. Phước chưa? Quá gọn. Điểm cho chồng nhỏ 4-3. Hai. Cái đoạn đâu rồi? Hai chữ hả? Chô. 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 Chô gì? Chô. Tử Duy, bóng còn ai đây? Nhật. Đập bóng tốt của Nhật, điểm 5-3. Pha bóng không sang lưới, đổi điểm cho Nam Phô Tô 4-5. Đánh vô đánh vậy. Không, đánh vợ của tao cũng vô. Đánh vợ của tao. Ờ, đây bên kia tụi như cái máy. Đỡ với bệnh. Bóng tốt. Ai đây, bút chưa? Gãy cái gì mà gãy. Vậy. Bỏ bóng chạm lưới, trọng tài xác định bỏ bóng chạm lưới. Lưới ai? Chết qua rồi. Như vậy xác định điểm cho chồng nhỏ. Quay lại mới được có 32 phút này. Bóng không sang lưới. 7-4. Phát bóng ngoài, đổi điểm cho Nam Hô Tô 5-7. Poco. Bô cô chứ mấy ghiêm đồng này cũng hiếm lắm rồi, hiếm lắm rồi, lần rồi. Có bình thường là bóng tốt, điểm 8-5. Đổi sân, ông bầu này khích quá, khích rồi ông bầu không có đâu. Sao sắp chơi gì còn hai đứa lỗi gì tận chém rất tiếc, bóng ngoài, điểm trong nhỏ 9-5. Bỏ bóng chạm lưới, điểm 10-5. Đây Tuấn Duy chắn bóng tốt, điểm chồng nhỏ 11-5. Hiểu, bóng chạm tay,
Đổi điểm cho 5 ô tô 6 11. Chủ nhà và chiến thần khởi động nha. Bắt bóng ngoài, điểm nhỏ nhỏ 12-6. Bóng vẫn còn, thủ tốt. Ai đây? Bóng lố rồi. Chữ gì là bóng tốt? 7-12. Nhật đập bóng tốt của Nhật, điểm 13-7. Quá tốt. Tuy nhiên là bóng tốt, điểm cho Nam Phong Tô 8-13. Đập bóng tốt của Nhật 14-8, lưu ý điểm cuối của trận đấu. Phát bóng không xuyên lưới, điểm 9-14. Phát bóng ngoài kết thúc trận đấu. Tem nhỏ nhỏ thắng chung cuộc 2-1.